Xin chào mọi người, thì tiếp tục cái chủ đề Fit Talk ngày hôm nay. Một cái chủ đề mà mình thường thì mình sẽ nói ngắn gọn thôi, nhưng mà một cái chủ đề hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề sẽ dài hơn chút xíu. Một cái điều mà mình gặp mà hiện tại, một cái điều mà mình gặp ở phòng gym khá là nhiều. Sao các bạn tập luyện ấy, lâu mà các bạn không có tiến triển ấy, không có cái sự phát triển của cơ bắp, không có sự phát triển về hình thể. Các bạn cũng lên ký rất là nhanh, các bạn cơ các bạn cũng to, người các bạn cũng to, nhưng mà các bạn không bao giờ cảm thấy hài lòng, các bạn không bao giờ cảm thấy đã. Là tại vì thực sự là các bạn có ba cái kẻ thù rất là lớn ở phòng gym. Mình gọi đó là kẻ thù tại vì đây là cái ba cái mà cản trở hầu hết là 99% đó. Các cản trở 99% mà những người đến phòng gym ấy mà không có đạt được cái mục hiệu hình thể như là lúc các bạn bước vô. Cái điều đầu tiên ấy là under training. Under training là sao? Mọi người hay nghe nói tới là over training đúng không ạ? Thì over training mình sẽ nói ở trong một clip khác thế nào là over training mà mình hiểu đúng sao. Nhưng mà vào phòng gym ấy, mình ít thấy ai over training lắm. Mình chỉ thấy người ta under training thôi. Mình thấy người ta tập luyện rất là nhàn hạ này. Mình thấy người ta bấm điện thoại này. Mình thấy người ta đi chat chít này. Mình thấy người ta tập 1 phút nghỉ 2 phút này. Mình thấy các bạn ở đi bộ trong tán nhảm, có những người mà vừa đi bộ vừa cầm cái game nhè này, vừa cầm cái điện thoại ấy chơi game nhè này đó. Xong có những người thì đi tập gym là chủ yếu để selfie thôi. Thì đó là under training các bạn. Các bạn phải nhớ rằng á, việc để bạn over training ấy còn khó hơn là bạn under training ấy các bạn. Các bạn hầu hết là 90% những cái người mà đi tập gym ấy không có ai over training đâu các bạn. Ngay như là Rich Piana thì có một câu rất là cơ bản đấy là không có cái gì gọi là over training nữa cả, chỉ có là bạn có thể làm được hơn hay không thôi. There is no such thing as overtraining. You can always do more. Rất là khó để đạt được cái tình trạng đó. Mọi người thường hay là under training ấy, nó tập luyện cheating rất là nhiều, tập vì cảm hứng rất là nhiều đó. Thì các bạn under training thì các bạn không bao giờ các bạn tập luyện được đâu. Các bạn vô mà các bạn cứ thấy là một người ấy, người ta tập cái trọng lượng tạ rất là nhỏ, người ta mới tập thôi, xong người ta đẹp thế. Không phải là do người ta cơ địa hay do người ta tất cả gì đâu, chẳng qua là người ta tập đúng rồi. Người ta không tập luyện under training như các bạn. Người ta không có đi chỉ dạy người này người kia ấy, mới tập mà đã đi chỉ dạy người ta rồi, hay là người ta không có giao lưu này kia quá nhiều. Phòng tạ không phải là nơi để các bạn social life, không phải là nơi các bạn để các bạn giao lưu tán nhảm. Đó. Phòng tạ là nơi để các bạn tập luyện. Mình vô phòng tạ là mình chỉ có tập luyện thôi, không bao giờ mang theo điện thoại đó. Và mình không bao giờ là under training thì mình mới có cơ thể như thế đó. Và mình tập luyện là mình tập làm sao nhanh để mình về, chứ không phải là mình tập luyện để 2-3 tiếng ở phòng gym. Nó phải có chất lượng đó. Nên là các bạn thường thường là các bạn under training, nhưng các bạn không bao giờ over training. Under training thì thực ra là cái kẻ thù đầu tiên mà các bạn phải né tránh ở trong phòng tập gym. Các bạn phải tự push các bạn, hoặc là các bạn phải có training partner, hoặc là các bạn phải có PT. Nhưng mà thực ra nếu mà các bạn có trả tiền bao nhiêu cho phòng tập hay trả tiền bao nhiêu với PT, nhưng bản thân các bạn lười ấy, bản thân các bạn under training thì các bạn vẫn là under training thôi. Đó, các bạn không bao giờ đạt được mục tiêu hình thể của các bạn. Đó. Rồi, cái kẻ thù tiếp theo á, một cái kẻ thù là sau khi các bạn đã gọi là vượt qua được cái mức là under training đúng không? Các bạn bị những cái tác động tâm lý hay là bị những cái push cú đẩy ở bên ngoài vô làm các bạn hăng hái hơn, các bạn có mục tiêu hơn, các bạn tập under training, các bạn đã tập qua mức under training rồi, các bạn tiến lên một level hình thể hơn thì các bạn lại gặp một cái kẻ thù tiếp theo nữa, đó là cái comfort zone đấy các bạn. Cái comfort zone tức là cái vùng an toàn của các bạn ấy. Đó. Cái vùng an toàn, tập gym là một cái công việc rất là nặng nhọc, cũng có chút xíu là nguy hiểm, có thể gây chấn thương cho các bạn, có thể gây chấn thương cho các bạn. Nhưng tập gym cũng như tất cả các môn thể thao khác, bạn muốn đạt lên một cái level hình thể mới thì bạn phải có thử nghiệm, thì bạn phải bước ra vùng an toàn của mình đó.
và phòng và tập gym ấy, thì bạn hoàn toàn có thể nhờ cái sự giúp đỡ của người này người kia, những người trong phòng gym, những người bạn của bạn hay những người PT. Nhưng mà một điều mình thấy là các bạn rất ít khi khi các bạn đi tập gym, các bạn rất ít khi bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình đó. Có rất là nhiều người chỉ các bạn thì các bạn không làm theo thì cũng là tốt, tại vì nhiều khi người ta chỉ sai đúng, nhưng mà cũng có rất là nhiều người á, người ta chỉ các bạn đúng, người ta khuyến khích các bạn là tập thêm cái này cái này cái kia, các bạn không bao giờ các bạn dám tập, không bao giờ, không bao giờ ở vùng an toàn thôi. Rất là nhiều bạn ấy bỏ quên rất là nhiều bài tập trong phòng gym, tại vì họ cảm thấy cái bài tập đó khó với họ đó. Các bạn biết là những cái bài như deadlift, những bài như squat đi, hay là những cái bài như là ngay cả một cái bài đơn giản như bài pull up ấy, bài lên xà đơn ấy, hay bài chin up ấy, thì ở phòng gym ấy rất là nhiều người bỏ qua các bạn, rất là nhiều người bỏ qua. Hay là những cái bài tập khó chút xíu đó, như là các bạn đứng các bạn đẩy ấy, là shoulder press ấy, thì rất là nhiều người ngại những cái bài đó, tại vì họ nghĩ là ừ cái bài này khó, cái bài này là tập nó dễ gây chấn thương này chấn thương kia mà khó tập cũng khó lên. Các bạn hiểu, nếu mà các bạn không dám tập những cái bài như thế làm sao các bạn lên được, làm sao cơ thể của các bạn phát triển, làm sao cơ bắp của các bạn phát triển được đó. Nếu mà các bạn cứ cái bài gì các bạn cũng ngại, các bạn cứ chọn an toàn, các bạn chọn máy, các bạn chọn tập máy, các bạn cheating tập nhẹ hơn đó. Tập nhẹ hơn, tập ngực ấy, có những người tập ngực cả 100 kg ấy, nhưng mà thực ra nó không vô ngực nhiều. Các bạn biết tại sao không ạ? Tại vì họ chọn là tập trên máy, tập trên máy họ cheating được. Còn khi các bạn để hai lên hai cái thanh tạ, bạn không thể cheating được, bạn chỉ có xuống và lên thôi đó. Nên bạn không thể cheating được, nên là bạn ngại cái chuyện đó, bạn ngại cái chuyện đó, bạn cứ ở trong vùng an toàn của bạn. Thì khi bạn ở trong vùng an toàn của bạn ấy, thì các bạn không bao giờ bước qua được cái giới hạn về hình thể, giới hạn về cơ bắp của bạn cả. Các bạn sẽ không được bước lên một level mới đó. Còn cái kẻ thù thứ ba ấy, mỗi kẻ thù mà mình phải nói đây là một cái mà mình rất là ghét. Thực sự mình rất là ghét khi mà trong phòng tạ là followers, một cái từ gọi là mình gọi là followers, những người tập theo ấy các bạn. Có những người thì đi vào phòng tạ thì tập theo anh này anh kia, có những người đi vào phòng tạ thì tập theo những cái gym ở đâu nước ngoài ấy, những vận động viên hình thể mà còn họ còn chả đọc đúng tên ấy, họ cũng đi tập theo. Các bạn biết là các bạn tập luyện á, các bạn không được tập theo ai, các bạn chỉ tập theo hướng dẫn của PT hay những người hiểu bạn nhất, hiểu hình thể của bạn, hoặc là các bạn tập theo những kiến thức của các bạn tập luyện được, nhưng các bạn không được follow bài tập của bất cứ ai nhé các bạn. Đó. Mình không bao giờ làm những cái clip hướng dẫn, hay là không bao giờ làm những cái bài tập hướng dẫn là bắt người này phải tập theo mình. Đó. Bắt người này phải tập theo mình, tất cả nó đều phải có lý do của nó và tất cả nó đều phải có kiến thức ở đằng sau đó. Mỗi bài tập của bạn thì các bạn không được tập theo. Các bạn ấy tập theo những cái người hình thể MC của các bạn thì hòa may đi, các bạn có thể có cơ hội là các bạn tập được đúng đó. Tại vì nếu mà bạn đó bạn tập đúng thì bạn mới tập được đúng. Còn các bạn mà tập theo những cái anh ở nước ngoài ấy, những cái anh mà pro bodybuilder, những anh Jay Cutler, những anh này anh kia, Phil Heath này kia, hay là những cái anh mà các bạn thích như là Callum Von Moger này kia, Jeff Shai này kia, những cái anh là người mẫu thể hình ấy, những cái anh theo trào lưu Ascetic ấy, các bạn làm sao tập được như người ta? Người ta có huấn luyện viên, người ta có ekip, người ta thuốc này thuốc kia, người ta có chế độ này chế độ kia, người ta tập để kiếm tiền chuyên nghiệp các bạn. Các bạn tập theo họ ấy, làm sao nó có hiệu quả được? Thứ nhất ấy, cái môn này là cái môn thực hành, các bạn phải hiểu về nó. Nó giống như là các bạn tập võ vậy á. Các bạn tập một bộ môn võ đi, như là Vịnh Xuân Quyền đi, nó có bao nhiêu bài tập, nó cũng chỉ có bao nhiêu thế thôi. Nhưng có người này đánh hay hơn, Trần Tử Đan đánh hay hơn, Lý Liên Kiệt chẳng hạn. Đó, thì các bạn phải hiểu về cái bài tập đó và các bạn vận dụng cái cơ thể của mình. Thì các bạn nó làm được, thì các bạn không được tập theo. Và đặc biệt là cái môn fitness, là môn xây dựng hình thể này, môn bodybuilding này này. Các bạn tập theo, các bạn rất dễ tập sai. Đó, các bạn tập theo rất dễ tập sai, tại người ta khác. Các bạn, cơ địa các bạn ấy, tay người ta ngắn hơn các bạn chẳng hạn, tay người ta dài hơn các bạn chẳng hạn, vai người ta rộng hơn các bạn chẳng hạn, người ta không có gặp chấn thương nào khi mà đưa tay ra phía sau chẳng hạn, còn bạn rất là khó khăn khi đưa tay ra phía sau chẳng hạn. Làm sao bạn biết được những cái đó? Các bạn không nên tập theo những cái anh này anh kia, mà phải nghiên cứu rất là kỹ, hoặc là bạn phải follow những cái người nào mà bạn cảm thấy rằng cái bài tập của anh này này, anh hướng dẫn này, tôi có thể áp dụng với bản thân tôi nha. Đó, không có một cái bài tập nào là bắt buộc ở trong phòng gym cả. Và thực ra theo nghiên cứu ấy, thì các bạn chỉ cần tập một bài thôi, mà các bạn tập 100 set thôi,
thì nó cũng bằng là 10 bài các bạn, mỗi bài tập 10 set, nó không có khác nhau gì cả. Cơ thể của bạn nó không nhận biết được là bạn tập tay trước tay sau cái gì cả, nó chỉ quan trọng là cái cơ bắp nó được co giãn đúng, cái cơ bắp nó chịu lực đúng, nó phát triển vậy thôi. Đó, chứ nó không phải là phải tập những cái bài này thì ngực nó mới lên, nó không có chuyện đó các bạn. Đó, các bạn cứ tập như One Punch Man, nếu mà các bạn kiên trì thì người các bạn chắc chắn sẽ được như One Punch Man. You have to keep doing it. No matter how difficult it gets. It took me a full 3 years to get this strong. 100 push-ups, 100 sit-ups, and 100 squats. Then a 10-kilometer run. Do it every single day. Tất nhiên là phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Hả? Thì hy vọng là các bạn loại bỏ được 3 cái kẻ thù này ở trong phòng gym ấy, thì các bạn mới có thể bước lên một cái level mới được. Tại vì mình thì ở phòng gym mình ít giao lưu lắm, nhưng mà đó là một lý do là mình muốn nói là tại vì ở phòng gym ấy, khi các bạn du tập ấy, các bạn bỏ phí rất là nhiều thời gian ở phòng gym, các bạn bỏ phí tiền bạc công sức sức lực ấy, mà bạn không đạt được hiệu quả gì thì các bạn rất là bực đó. Nhưng mà mình muốn các bạn phải xét lại cái bản thân các bạn, là các bạn thực sự là đã có gặp những cái vấn đề này không, thì các bạn có thể comment bên dưới để mình chia sẻ thêm là những cái vấn đề các bạn gặp trong phòng gym thì mình sẽ giải đáp cho các bạn, hay là mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái kinh nghiệm của mình để tránh cũng như là để phát triển được hình thể một cách tốt hơn. Thì mong là các bạn sẽ đón xem những cái clip tới của mình. Thì hẹn gặp lại các bạn.